你不走吗？我不去吧，我还天天吃药，那他去还不一定。你也去吗？我去啊。去就睡觉，没地方睡呀、啊、那咋睡呀、啊、那不去也不行啊。Hôm nay trong lúc tụi mình chuẩn bị đi lên cửa hàng thì chồng mình có nhận được một cuộc điện thoại từ anh bạn thân báo tin rằng là thành phố sẽ bị phong tỏa sau 4 giờ chiều nay, cho nên là bảo chồng mình là phải đưa ra cái quyết định nếu mà muốn mở tiệm thì phải ngay lập tức rời khỏi thành phố, còn không mà sau khi mà đã có lệnh phong tỏa thì có muốn đi đâu cũng không có đi được. Sau khi tắt điện thoại xong đó là chồng mình gọi điện về cho mẹ để mà báo cái tin này, rồi tức tốc mà hai vợ chồng mình chạy về nhà để mà lấy một ít đồ dùng đem theo để mà sau này mình ở trên tiệm luôn á. Lần trước á thì ảnh đi một mình, không có thời gian để chuẩn bị, không có mang theo gì cả, và thời gian xa con thì rất là nhớ, cho nên là ảnh đã quyết định lần này thì ba đi đâu thì hai mẹ con đi theo đó. Ý của bạn chồng mình á và chồng mình á là cứ dẫn cả gia đình đi đã, rời khỏi cái thành phố, rồi sau đó thì có gì nếu mà nó xảy ra thật á thì mình ở đó, còn nếu mà cái tin này là tin giả thì mình lại quay về sau. Cứ đi trước đã rồi tính. Bây giờ thì sẽ lái xe đến nhà mẹ chồng của mình, hỏi xem bà có muốn đi cùng hay không. Nếu đi thì sẽ dẫn bà theo cùng. Má, nì bú chỗ mà má? Nì bú chỗ mà? Tôi không đi bà, tôi hả thiên thiên chí yếu. Nó thay chú hả bú ý đi, nì ai chú mà? Tôi chú à. Chú chú sư yếu, mấy đi phong sư yếu. Nó dạ sư yếu. Nó bú chú yếu bú xinh à. 他多会儿那个什么开放了的时候我再去啊，我怕就是怕这是解封了一个月了怎么办呀？啊，一个月才解封了怎么办呀？你也是知道嘞，知道了。宝宝，宝宝到那里好好的啊，那里乱人多得很，把娃娃看好啊，知道吧？牵挂你记着。嗯，再一个你那个啥。有的嘛乱给他东西吃咱不吃哈，有的有毒呢啊。啊，我知道吧？行，不要了。嗯。宝宝，你叫奶奶。奶奶。嗯。叫奶奶。哈哦，光这样子太害怕了，光一个月的、两个月的太害怕了。那没办法，那年呢一下子三个月份了。嗯。他说先走吧，先走再说吧。嗯。要不你在那就他回去回不了，接我们也接不了，三个人一起走吧。行，先走吧，你就抓会结婚看看吧。他要是如果他是没这个事情了，我就自己坐车过去，466就过去了。没有，我不是来打车。没看到。那大的。嗯。走了，走了。Mẹ mình á, bởi vì có bệnh á, cho nên là không thể nào mà đi sang đó mà không có thuốc thì mẹ mình không có chống chọi được á. Dạo này mình thấy mẹ chồng mình đã gầy đi rất là nhiều rồi. Tụi mình đi ra khỏi thành phố rồi bây giờ. Đi đến cái chỗ này đẹp quá nên dừng lại nghỉ một tí rồi nè. Dạ. Chỗ này khó khăn không có ai. Ờ, chỉ chỗ đó lấy chứ bà. Đem con chuột theo luôn. Mình còn mang cả đôi dép ở trong nhà mình đi luôn, mình chưa có kịp xỏ giày vô luôn, mình lật đật. Chồng mình nói nhanh, mình chưa kịp xỏ giày, xỏ đồ gì hết luôn. Thiệt sự. Đi cháu xa. Lá bảo bảo mang bao xa chứ.
Wow, chỗ này đẹp quá. Chỗ này gần cái chỗ hôm bữa tụi mình dẫn bé Bảo Bảo đi công viên cả nha. Wow, hoa nở đẹp quá trời cả nhà ơi. Bây giờ thì tụi mình sẽ lên phía trước đi dạo một vòng cả nha. Ô, chỗ này thật sự là nó quá là đẹp luôn. Mấy cái hoa này nó còn chưa nở, chuẩn bị nở này. Còn hoa hồng ở trong mà nở rất là đẹp. Bảo Bảo liền húng húng đây. Rồi bây giờ Bảo Bảo ăn cơm nha, có ăn cơm ha. Hôm nay đi vội quá nên không có mang theo cái bàn cho Bảo Bảo được, thì Bảo Bảo ngồi vậy ăn ha. Ừ, đũa con đâu? Đũa con đâu? Rồi, cao quá. Ngon hả Bảo Bảo, ngon không? Mỗi lần nói ngon là anh dơ ngón ngón xuống khắp lên. Không uống nước canh nè. Không uống nước canh, tí nữa uống canh cho uống. Uống nước canh vô nha, uống nước canh bổ nha. Canh có rau có bổ bóp. Rồi con ăn rau vô đi. Nè, uống đậu nè. Giỏi quá. Bây giờ thì mẹ con mình ăn cơm ha cả nhà. Xin mời cả nhà ăn cơm cùng với mẹ con Tú ha. Chồng mình thì bận, hồi nãy bận đi sửa đồ cho người ta á, cho nên là ảnh về sau thì ảnh ăn sau cả nhà. Hai mẹ con mình này ăn trước. Con ăn màng thầu không? Con ăn cơm đi, mẹ cho con một ít màng thầu nè. Không muốn ăn màng thầu không? Mẹ cho con ít. Đó, thì cái tình hình bây giờ là cả nhà Tú bây giờ sẽ đi lên trên tiệm. Không biết khi nào người ta mới phong tỏa nữa thì cũng chưa có biết. Nhưng mà nghe thông tin từ bạn của chồng mình nói như vậy á, cho nên là gia đình mình phải đi. Thì thà mình đi lên trên tiệm rồi nếu mà không có lệnh phong tỏa thì sau mình lại về. Chứ nếu mà cái tin này mà nó thành sự thật á là cũng phiền lắm. Chồng mình nói là cứ đi trước đi đã rồi tính sau. Ở chỗ mình cũng không có tủ lạnh, chỉ có cái tủ mát. Không có tủ đông á, chỉ có cái tủ lạnh kiểu mà đỡ nước thôi à. Cho nên là thịt cái mình đem sang đây một cái đùi á. Đùi gà bây giờ mình sẽ nấu hết thịt. Tại vì không có tủ đông cho nên là sợ nó bị hư á. Cứ nấu hết luôn rồi mai có gì ăn. Tình hình này là kiểu hơi bị căng rồi cả nhà.
Thôi, đi được tới đâu rồi tính tiếp, bây giờ cũng không biết đường nữa. Thời buổi dịch bệnh mà đâu có biết được trước được cái gì xảy ra đâu. Tranh thủ bây giờ người nó chưa có đông á, mình ăn cơm cái đã, rồi cho bé mình ăn cái đời đó bụng. Buổi tối là tiệm đông khách. Cô báo muốn ở đâu? Cái này cho miếng thịt này. Muốn. Ừ. Giỏi, ầm giỏi. Giỏi. Cách ly xong rồi dỡ bỏ. Xong rồi là cách ly. Trung Quốc cứ tái đi tái lại dịch hoài á. Không biết khi nào mới hết được. Đường về nhà Việt Nam nó còn xa tít tắp luôn cả nhà. Mình còn chưa nghĩ đến chuyện về Việt Nam nữa. Tại vì em bé mình nó chưa có hộ chiếu. Mà bây giờ dịch người ta đâu có cấp nữa đâu. Visa cũng không có. Hộ chiếu con bé chưa có nè, chồng mình thì không có visa mà. Ngon quá. Bà có ăn giỏi nha. Giỏi. Đó, vậy thì hôm nay mình cũng chia sẻ với cả nhà như vậy. À, ở trên này thì không có chỗ rửa mặt tắm rửa. Không tắm không rửa nha bảo bảo nha. Vậy thì video ngày hôm nay mình cũng xin chia sẻ đến đây hai cả nhà. Có gì mình sẽ tiếp tục hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo. Hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ gia đình Tú Nguyễn. Bảo bảo, con xin chào cô chú. Bye bye, hẹn gặp cô chú trong những video tiếp theo.